xả thải CO2. Giai đoạn đầu thì hàng ngạch xả thải được áp dụng lên nhóm ngành sản xuất điện và sau đó sẽ mở rộng cho các ngành công nghiệp như xi măng, thép hay là hóa chất. Hơn 2.000 nhà máy điện sẽ bắt đầu giao dịch hàng ngạch từ ngày hôm nay. Hiện tại thì 60%